Thưa các bạn, bây giờ là 7 giờ ngày thứ Sáu, 21 tháng 1 năm 2022. Hình ảnh các bạn đang nom thấy trên màn hình là một ngõ nhỏ của phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang. Đây là nhà em cậu mình mà chúng ta thường gọi là nhà bố vợ. Các mặt đằng trước các bạn đang xem là một cái hồ, và xung quanh vẫn có ruộng vườn chăm sóc như thế này các bạn nhé. Đặc một phong cảnh thôn quê của những năm 70-80 trở về trước thì rất rậm rạp, nhưng bây giờ đã cứng hóa bê tông mà phong cảnh nó như thế này các bạn ạ. Đây là lối vào của tư gia nhà em cậu mình, mà chỉ một phút nữa mình sẽ cho các bạn xem những hình ảnh trọ hồng đang nụ tua tủa, chỉ trực chờ nở bất kỳ lúc nào các bạn nhé, chỉ chờ nở bất kỳ lúc nào. Đây là những trọ hồng em cậu mình đã cắt cành ngày mùng 8 đến mùng 10 âm lịch, tháng 11 âm lịch nhé các bạn nhé. Cho nên là các bạn lưu ý cái khoảng thời gian đó, và khi cắt cành thì những chậu hoa hồng này, khi cắt cành thì những chậu hoa hồng này vẫn còn đang nở hoa. Và đây là lối cổng vào các bạn đâm, cả hồng nhung, cả hồng đào cổ thì bây giờ chúng có một thể trạng như thế này. Nụ là rất nhiều cái nụ đã bắt đầu chuẩn bị hé lụa. Hôm nay chỉ còn 10 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán. Bây giờ hôm nay là 19, cho nên tháng thiếu thì 10 ngày nữa thì đã đúng đến sáng 30 các bạn nhé. Và với một thể trạng như các bạn đang được nom thấy trên màn hình, tất cả các nụ đã chỉ dừng hé lụa, thì nếu thời tiết ấm thì những chậu hoa hồng này tới 27-28 sẽ rất rực rỡ, rất rực rỡ. Và thậm chí đến ngày đó thì cũng không còn mấy cái nụ còn thể trạng như thế này nữa các bạn nhé. Bởi vì nếu thời tiết mà thuận lợi thì nó sẽ nở rất nhanh các bạn ạ. Và như mình đã chia sẻ với các bạn ở video trước, khi mình quay những chậu hồng của em cậu mình này, thì với những chậu hồng chỉ có một cái nụ này thì hoa hồng nó sẽ không to, không to các bạn nhé, mà nó chỉ bình thường chỉ được độ 7 cm, là cùng chứ không được 9 đến 10 cm như những cành chùm mà có nhiều bông hoa các bạn nhé. Đây là em cậu mình, trước thì mình cũng giới thiệu cho các bạn, và đặc biệt là khi cắt cành là cắt ngày mùng 8 đến ngày mùng 10, và cũng cắt như tư gia nhà chu Hồng, nhưng với những chậu này thì nó phật lên như thế này. Còn tại tư gia của chu Hồng thì bây giờ nó vẫn chưa phật như thế này, mà đa số mới là nụ nhỏ các bạn nhé. Mình hy vọng rằng với những trạng thái của hoa hồng tư gia nhà mình thì những chậu hoa hồng của mình cũng sẽ như thế này hoặc đẹp hơn như thế này vào chiều 30 Tết. Và như hôm đó thì sẽ có những bông hoa nở, và rất nhiều bông hoa đã đang hé lụa, như mình chia sẻ với các bạn ở rất nhiều bài viết trước, là thế trạng những chậu hoa hồng đẹp vào chiều 30 Tết. Thưa các bạn, đây là tư gia mà em cậu mình mà chúng ta quen gọi là nhà bố vợ. Thì trước ông bà ngoại, bây giờ gọi các cháu là ông bà ngoại thì sống ở đây, bây giờ ông bà ngoại đã mất hết. Thế thì bây giờ thì còn cậu là tá túc ở đây. Thế cho nên là mình cũng đang quay, và cái đất ở nông thôn này thì như đất nhà em cậu mình đây là cũng có hàng ngàn mét vuông các bạn nhé. Cho nên rất rộng để trồng mọi thứ cho một phong cảnh của nhà nông. Mà em cậu mình bây giờ thì sinh 1965, thì năm nay thì cũng là tầm cỡ hơn 50 tuổi rồi, cho nên là cũng rất là rỗi rãi. Các cháu đi học hết, chỉ đi lấy chồng, xây lấy chồng đi hết, chỉ còn hai vợ chồng ông bà ở nhà thôi, cũng đã lên ông lên bà hết, và cũng chăm sóc được cái miếng đất này và rất nhiều cảnh đẹp. Các bạn cứ nom xem những hình ảnh như thế này đã biết sự chăm sóc tận tâm như thế nào đối với những cây con được trồng
trong tư gia của một gia đình nông thôn các bạn nhé. Nói như vậy nhưng không phải gia đình nông thôn nào cũng chăm được một không gian xanh đầy hoa lá, thậm chí cả cây cối ăn quả, rau cỏ để sinh hoạt hàng ngày như em cậu mình đây. Và lát nữa mình sẽ quay ra cái vế đấy cho các bạn xem nhé. Đây phong cảnh đất rất rộng, đằng trước kia các kẽ một cái hồ vừa nãy mình quay cho các bạn xem đấy. Các bạn ạ, đây là những cây hoa hồng em mình trồng, thì những chỗ nó có không có ánh nắng thì nó cũng chắc kém. Những cây bồng, cây bưởi, cây đu đủ, các loại cây mình sẽ đi ra cái ngách này để cho các bạn biết là cái ngách đằng sau nó còn rộng như thế nào các bạn nhé. Đây là những chỗ hoa hồng em cậu mình trồng ngay dưới tường, ngay dưới tường. Đây, mình sẽ đi ra cái ngách đằng sau thì các bạn biết nhé. Các bạn đâu một cây cô thu không? Khi mình lớn lên mình nhận thấy cây mít này rồi, mà bây giờ nó vẫn rất nhiều quả các bạn nhé. Cây mít, mít là mít cổ đấy các bạn à. Đây bây giờ chúng cũng đang ra lèo. Ở quê gọi là cái lèo, thì chúng ta gọi là cái hoa đi. Đấy, đây là cái lèo thì đúng đã có những cái quả non này các bạn này. Hình tượng như thế này nếu bạn không ở nông thôn thì rất ít khi các bạn được nhìn thấy những cây này các bạn ạ. Đây là cái hoa của quả mít, còn ở nông thôn thì gọi là cái lèo. Cây cổ thụ này mình lớn lên đã thấy, thì mình chắc chắn rằng những cây như thế này cũng đã cách đây hàng trăm năm các bạn nhé. Các bạn nó nói là hàng trăm năm, chứ còn đây là cái mảnh vườn đằng sau thì em cậu mình cũng trồng rất nhiều hoa lan dâm, nhưng có một thời kỳ mua về là rất đẹp, nhưng bây giờ cũng do sự chăm sóc hoặc không biết kỹ thuật cho nên chúng đều không cho ra những bông hoa theo ý muốn. Còn những chỗ hoa hồng không có nắng thì không lên được. Ngoài này là những chỗ bắt đầu có nắng thì những chỗ hoa hồng này khả dĩ còn bật mầm mà phát triển đấy các bạn. Còn chỗ mình vừa quay là không có nắng cho nên là cũng không lên được. Đây là cái vườn ngay ria nhà các bạn nhé. Và hiện các bạn đang nom thấy là rất nhiều rau, chỉ có hai vợ chồng em cậu mình nhưng cũng có rất nhiều rau để sinh hoạt những bữa ăn hàng ngày. Còn đây là cây khế thái các bạn nom ạ. Ở quê thường thường hay trồng những hoa quả này rất ngọt đấy các bạn ạ. Đặc phong cảnh của một miền quê, của một cái đất ở quê mà một phong cảnh như thế này, đặc biệt vào mùa hè các bạn nhé. Các bạn sẽ vào đây sẽ thấy một không khí mát rượi, và vào mùa nào cũng vậy thì không khí ở một không gian như thế này bao giờ cũng trong lành, mà nhất là các bạn ở thành phố thị xã thì không bao giờ có được một nền không khí được những cái cây này hấp thụ carbonic và ban sáng thải ra oxy như là ở miền quê. Cây đu đủ các bạn nhé, sai xúc xỉu các bạn nhé. Còn xung quanh là những cái hồ nước, một phong cảnh thực sự là hữu tình ở nhà quê các bạn ạ. Nhưng đây là đôi bàn tay của em cậu mình thì cũng tạo dựng cho một mảnh đất được như thế này. Còn cũng có rất nhiều người những cái đất như thế này chỉ bỏ hoang thôi các bạn nhé, và trồng trọt cũng không chỗ nào mà chỗ nào, cho nên là cũng không có tính nghệ thuật. Cho nên đây các bạn nom em cậu mình là cũng trồng những chỗ hồng để sân. Ở đây là cũng nắng các bạn ạ, nhưng mà mát ở sân nhà mình nhiều, bởi xung quanh nó là phía bên kia sườn núi, chỉ được nhiều ánh nắng lúc mặt trời mọc. Cho nên khi bắt đầu phương khi buổi chiều đi thì nó khuất núi ấy, đang bên kia sườn núi mà các bạn ạ. Còn đằng sau lưng thì là hướng tây, cho nên là khi 1-2 giờ chiều cái là đã hết nắng các bạn nhé, mà chỉ được nắng buổi sáng. Cho nên những cây hoa hồng nắng buổi sáng các bạn nom thấy cũng là rất đẹp các bạn nhé. Đây các bạn nom là em cậu mình nó cũng tỉa tót rất là kỹ càng những chỗ hồng. Đây là chỗ hồng ngoại các bạn ạ. Còn những chỗ hồng nội thì nó lên rất mạnh, và cái sườn này là nó cũng thiếu nắng cho nên kém hẳn các bạn nhé. Nghĩa là nắng hướng đông nó sáng lên thì nó không có nắng, không khác gì hôm qua chú Hồng quay cho cái rìa tường phía mà mình cho các bạn xem đấy các bạn nhé. Thưa các bạn, trên đây là những hình ảnh những chỗ hoa hồng chỉ còn 1-2 ngày nữa là nở đẹp, chắc chắn sẽ nở vào 25-27 Tết. Chú Hồng đang review cho các bạn xem những chỗ hoa hồng này với một hy vọng các bạn sẽ có những nhận xét chính xác cho những chỗ hoa hồng này. Chú Hồng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Ngày mai chú Hồng sẽ quay thể trạng của hoa hồng nhà bạn mình để cho các bạn được mục sở thị.
Một lần nữa, Trường xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.